Vâng, xin kính chào các bác đam mê âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Các bác đang theo dõi kênh Điện Máy Hoàng Quân, một kênh chuyên mua bán giới thiệu và test các sản phẩm âm thanh bãi. Địa chỉ cửa hàng tại thị tứ xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0976 119504 hoặc 0984 804 715. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu và test cho các bác một cặp loa nghe nhạc vàng rất hay đến từ Nhật Bản. Cặp loa có tên là Aurex Model SS510 và nó được thiết kế với 3 đường tiếng: 1 bass 25, 1 trung giấy và 1 chép lô. Và nó có độ nhạy lên tới 98 decibel. Công suất của loa là 50W trên một thùng, trở kháng 8 ohm, rất dễ gieo âm ni và rất thích hợp nghe nhạc vàng. Và đôi loa có chiều cao là 59,5, chiều ngang là 34,5 và chiều sâu là 32,5. Và em cũng báo giá luôn là đôi này cửa hàng đang bán cho các bác là 4.800.000 đồng. Giá rất hợp lý cho các bác. Và sau đây em sẽ test đôi loa và quay chi tiết cho các bác. Nếu ai có hỏi
cho má thấm hoen sầu. Chất âm của cặp loa rất là hay và cửa hàng em đang bán với giá 4.800.000 đồng, bao zin hoàn toàn cho các bác. Và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu đôi loa xin liên hệ với em qua hai số điện thoại 0976 119504 hoặc 0984 804 715. Bác xem video nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể cập nhật được những video một cách nhanh nhất từ cửa hàng. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã xem.